Sau hơn 5 năm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 2, đến nay huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phát triển vượt trội. Điểm nhấn nổi bật trong chiến lược lần này là sự tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, tạo kết nối liên thông với các trung tâm đô thị lớn trong nước và một số quốc gia trên thế giới. Những năm qua, huyện Phú Quốc được đầu tư với nhiều công trình dự án trọng điểm, trục giao thông Nam Bắc và hệ thống đường vòng quanh đảo, tuyến cấp điện ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên Phú Quốc, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc. Cáp treo An Thới Hòn Thơm, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay được vinh danh là khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất châu Á năm 2018 và đứng thứ 2 trong top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á năm 2019. Tôi muốn nhìn thấy Việt Nam và tôi muốn tắm biển, ngắm nhìn bãi biển đẹp nên tôi chọn đến Phú Quốc. Đây là hòn đảo đẹp như thiên đường. Giá cả thấp hơn các nước khác, con người tốt bụng, thân thiện. Đầu tư một số các loại hình mới. Năm 2019, khách du lịch đến đảo Ngọc Phú Quốc chiếm hơn 50% tổng lượng du khách toàn tỉnh Kiên Giang, tương đương trên 4 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Góp phần vào thành công này, phải kể đến quần thể du lịch nghỉ dưỡng giải trí lý tưởng khu vực Nam đảo ngay trên Hòn Thơm. Hiện nay các nhà đầu tư cũng đã đang đầu tư vào Phú Quốc, phân khúc cái thị trường, phân khúc vào cái lượng khách đến Phú Quốc. Đặc biệt là có những cái khu resort cao cấp, tiêu chuẩn là 5 sao, thậm chí là hơn cái 5 sao hoặc là 5 sao cộng như là tập đoàn của Sun Group, đáp ứng được tốt cho cái nhu cầu khách du lịch, hay nói cách nào đó là khách hạng sang, hoặc là những người có cái... dưỡng lý tưởng. Trong tương lai, khi Phú Quốc trở thành một thành phố biển đảo, ngành kinh doanh các dịch vụ du lịch sẽ có những bước tăng trưởng ngoạn mục, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch của Phú Quốc, vừa đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.